Chung Tiếu Hà này dám nói nửa đời còn lại của tôi không làm gì hết, tôi chỉ làm tốt một chuyện, đó là dạy dỗ các con của tôi. Chúng ta thỏa thuận rồi mà, tụi con tỏ định đoạt đi. Giao lại 6 đứa con cho tôi để tôi chăm sóc đi được không? Em thấy bản thân em thật sự có lỗi với chị Hà lắm. Bà đừng tin người đàn bà đó gian lắm. Người đàn bà đó phá nát cả nhà chúng ta, em có biết không vậy? Cô đừng nghĩ trên đời này gì ghẻ nào cũng tệ bạc có được không? Tình cảm của tôi và má tôi còn sâu đậm hơn má Hà nữa. Má Hà là người sinh ra em ăn nói như vậy sao? Tôi vốn dĩ không cầu mong gì ghẻ như cô dạy dỗ con của tôi. Người sáng mắt đều nhìn thấy cô có dụng ý gì mà. Hai đứa xinh đẹp đó, thực ra là em của anh. Cô là cổ ấm của tiệm bánh Gia Hảo Nguyệt Viên. Cô không về phụ giúp, ai sẽ về phụ giúp chứ? Chúng ta là người một nhà mà. Cậu ta chịu về, em mừng vô cùng. Làm ơn anh nên thân đi, đừng có để người đàn bà đó coi thường. Tôi muốn coi cả thế giới nhìn thấy người đàn bà này đanh đá chằn tinh thế nào. Cô là một người tự tư tự lợi như vậy, cô sẽ chia Gia Hảo Nguyệt Viên cho 6 đứa nhỏ sao? Điều mà kẻ làm má sợ nhất, đau lòng nhất chính là nhìn thấy các con của mình cãi nhau không hòa thuận. Tôi đã phản bội má ruột của tôi để đứng về phía một người đàn bà xấu xa phá hoại gia đình của tôi. Con không thể nói được, nhưng chưa bao giờ con oán trách trời. Có điều bây giờ con trách tại sao con có người cha tệ bạc hèn hạ như vậy. Không biết lúc trước con của tôi đã làm sai chuyện gì, lấy nhầm một người như cô. Nó có tư cách gì làm má? Chuyện không phải là như vậy, thực tế là tôi đang nói chuyện gia đình, đừng có chen miệng vào. Cà phê tổ thì xin thề suốt đời suốt kiếp cũng không gặp Chung Tiếu Hà đó nữa, vậy được chưa? Hài lòng chưa? Người đàn bà đó là người xấu. Tất cả các người cứ tin bà ta là được rồi, đừng có tin tôi. Anh có thấy em rất tệ không? Chuyện đã qua rồi, không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là cặp mắt nhìn về phía trước. Má Hà, con chính là Gia Hảo Nguyệt Viên. Khánh Trung Thu Du Tô Chí. À, tức là con của Hồ Ly Tinh. Thế giới của anh chỉ nhỏ như tiệm bánh thôi. Anh chỉ biết tốt với má Hà và mọi người. Thực tế anh không biết thế nào là tình yêu. Nếu như cả ba chúng ta cùng đau khổ, hay cứ để em làm kẻ xấu một lần. Du Tô Thu, anh vô trọng đi. Bạn gái của anh đã ở trong kia kìa. Đừng quay lại nhìn. Chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà. Em mãi mãi cũng là em gái ngoan của anh. Ông vậy? Cho dù tôi có sắc đẹp hấp hồn hơn bà, tôi cũng không thèm đi dụ dỗ chồng người ta hèn hạ như vậy. Tránh ra! Không phải tôi muốn đối đầu với má Hà, tôi muốn đối phó Chung Tiếu Sa đó. 4 triệu, đăng báo xin lỗi. Nếu không thì gặp ở tòa. Cần phải làm thật lớn. Làm càng lớn càng tốt. Lý Tư Kỳ, Hạ Vũ, Mễ Tuyết, Quang Cúc Anh, Trần Hào, Trung Gia Hưng, Lâm Phong, Trần Pháp Lai, Quỳnh Tông Trạch, Dương Diên, Lê Nạc Ý, Lý Hương Cầm, Lê Dự Tường, Từ Tử Sang. Dàn diễn viên hạng kim cương tái hiện sóng gió gia tộc. Bộ phim Sức Mạnh Tình Thân phát sóng vào lúc 18 giờ trên SCTV 9.